Hương lộ 2 chạy qua xã An Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đang trở thành nỗi ám ảnh với người dân vì nạn xe ben chở đất đá lộng hành. Đây là con đường độc đạo đi qua xã An Hòa có chiều dài khoảng 1,2 km. Tuy nhiên, mỗi ngày có đến hơn 1.000 lượt xe ben chạy qua lại, chưa kể là hàng trăm phương tiện khác tham gia giao thông trên tuyến đường này. Đường Ngô Quyền chạy qua xã An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, 7 giờ sáng. Khi mọi người dân đổ ra đường để đi học, đi làm, thì cũng là lúc từng đoàn xe ben chở đầy vật liệu xây dựng ào ào lao qua. Nhiều tai nạn rồi bởi vì xe ben nó chạy quá nhiều khi chợ vừa là trường học á. Từ 6 giờ 30, có nghĩa là trong cái thời điểm mà học sinh đi học thì xe ben nó đi đổ đất ngay cái thời điểm đó. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã An Hòa, cả tuyến đường Ngô Quyền chạy qua xã chỉ có chiều dài 1.200 m, nhưng lại tập trung tới 2 trường học và 1 chợ dân sinh. Trong khi đó, mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe ben chạy rầm qua lại, khiến cho tai nạn giao thông luôn trực chờ. Quý địa phương có nhiều lần gửi văn bản về cho ban quản lý giao thông thành phố cũng như phòng quản lý đô thị để đề nghị lắp đặt biển báo cũng như là những cái giờ cao điểm, cũng như là hạn chế là coi như là chạy giữ khoảng cách an toàn giữa các đoàn xe. Thì tuy nhiên đến thời điểm này thì cũng chưa được cái khắc phục tình trạng này. Tình trạng xe ben quá tải, chạy quá tốc độ đang hoành hành tại các khu dân cư đông đúc, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường sống tại Đồng Nai đã diễn ra nhiều năm nay. Thậm chí, nhiều nơi người dân đã chọn cách là chặn đường chống xe ben hay liên tục viết đơn cầu cứu. Tuy nhiên, cho đến nay, tình trạng này vẫn tiếp diễn và đang ngày càng trầm trọng hơn.